chị em mình ơi, hello tất cả anh chị em mình, xin chào anh chị em mình. Hôm nay sẽ cùng Emma ăn dưa hấu thay cho bữa tối cho cả chồng và Emma luôn. Đấy, bởi vì mua được quả dưa hấu hơn 10 cân liền, quay được rất là nhiều bộ phim liên quan đến dưa hấu vì một trong những loại quả tuyệt vời. Và chỉ có mùa hè mới có loại dưa hấu theo mùa, rất là ngon và rẻ. Cho nên Emma rất là khuyến khích chị em chúng ta nên ăn thật nhiều dưa hấu vào mùa nhá. Đấy. Đặc biệt là trong cái video lần trước em mang có hướng dẫn là đặc biệt với chị em mà đang bị cái căn bệnh viêm phụ khoa hay là viêm đường tiết niệu ấy, nhớ ăn dưa hấu vào, nó hỗ trợ bài tiết rất là tốt qua từng đường tiểu tiện của chúng ta nhé. Món hôm nay là sẽ ăn dưa hấu cho bữa tối. Cả nhà sẽ thấy là ăn dưa hấu cho bữa tối là gồm những gì, chủ yếu chỉ có dưa hấu thôi. Mình có thể là mình ăn trực tiếp như thế này. Quả dưa hấu ngon quá cả nhà ơi. Ngon nhỉ. Đấy, mình có thể cầm một cái này, cầm một miếng dưa hấu xong mình gặm gặm như này tùy. Nó rất là ngon. Nhưng mà nó no quá. Ăn chỉ cần 1-2 miếng là no lắm rồi nhỉ. Rất là tốt cho thanh lọc cơ thể. Nhưng mà bây giờ Emma sẽ làm dưa hấu cho chồng. Bởi vì chồng thì khó tính hơn một chút, đó là ăn thì không sợ bị bẩn. Chồng và con trai ăn rất sợ bị bẩn, cho nên là mình sẽ phải cắt nó ra một chút cho những người khó tính. Thì mình sẽ cắt ra vào cái bát và cái đĩa để chốc nữa anh ăn, ăn dưa hấu nhá. Cả chồng ăn dưa hấu cho bữa tối. Con trai thì bạn ấy sẽ ăn có một chút súp rồi, nhưng mà chồng thì sẽ ăn dưa hấu. Cho nên anh chị em mình, những ai mà muốn thanh lọc cơ thể, chỉ có ăn hoa quả là một trong những biện pháp để thanh lọc, làm sạch cơ thể rất là hiệu quả. Đấy, chúng ta có thể ăn một bữa, hai bữa hoặc là ăn mấy hôm ăn dưa hấu đều được nhé. Đấy, chúng ta sẽ cắt được ra cho vào cái đĩa như thế này để chốc nữa chồng Emma ăn. Còn riêng với bản thân của Emma thì sẽ ăn trực tiếp như kia cho nhanh, mới thích ăn kiểu vậy. Ở bên này ấy, cái mùa bên này dưa hấu đang vào mùa, một quả to như này khoảng 10 cân ấy, thì như hôm đấy mua là 7,5 đô. Đấy ạ, 7,5 đô tính riêng Việt Nam mình chắc là khoảng 150 đúng không ạ? Đấy, cũng khá là rẻ. Nhưng mà so với cái hồi mà Emma ở châu Âu ấy, thì quả này khoảng 2 đô thôi. Ở châu Âu, ở cái nước Albania, quả này khoảng 2 đô thôi. Ở bên Mỹ này hoa quả đắt hơn rất là nhiều. Chồng sẽ chỉ ăn mỗi cái phần, chồng và con trai chỉ thích ăn một cái phần đỏ. Đấy, không thích ăn cái phần phần vỏ trắng, không thích ăn, cho nên mình lấy những phần đỏ. Nhá. Làm gì với quả dưa hấu 10 cân. Ngày mai thì ăn sáng, ăn trưa, ăn tối chắc là Emma cũng sẽ ăn dưa hấu. Đấy, ăn cả ngày. Đấy, cực kỳ tốt nhé. Nếu như những ai mà tham gia cái thử thách mà ăn dưa hấu để detox, làm sạch cơ thể, thì chúng ta một ngày chỉ ăn dưa hấu thôi nhé. Ăn dưa hấu thôi, không ăn tinh bột, cũng không ăn cơm, bún, miến, phở gì nữa, thì cơ thể của chúng ta mới có cơ hội được làm sạch nhé. Còn nếu như mà chúng ta ăn dưa hấu mà vẫn ăn cả cơm, bún, miến, phở, thịt thà và nữa, thì cơ thể của chúng ta nó sẽ không có cơ hội được làm sạch. Đấy, cắt thật nhiều ra, cắt thật nhiều như này. Đấy, để cho anh ăn. Trong gia đình cũng có một số người khó tính ấy, cho nên là chúng ta cũng phải chiều họ một chút. Đây, đã có một cái đĩa dưa hấu to đại bác rồi. Anh Nga ơi, nhìn hấp dẫn quá. Đặc biệt nói một lưu ý một chút về dưa hấu. Dưa hấu là một trong những loại quả rất dễ tiêu hóa, rất là nhanh trong cơ thể của chúng ta. Cho nên là khi anh chị em ăn dưa hấu thì cố gắng ăn dưa hấu riêng, ăn dưa hấu riêng nhé. Không nên kết hợp dưa hấu với quá nhiều các loại thực phẩm khác, nó làm cho chúng ta nó bị quá trình tiêu hóa của dưa hấu nó bị cản trở nhé. Cho nên là dưa hấu thì chúng ta nên ăn riêng. Đấy, đấy ạ. Mọi người cứ lo ăn hoa quả là sợ có nhiều đường, nhưng thực ra cái đường trong hoa quả cực kỳ tốt cho cơ thể của chúng ta. Nó bổ sung rất nhiều vitamin và khoáng chất, và những cái thực phẩm đó rất là cần thiết cho gan của chúng ta nhé. Khi chúng ta ăn đường từ hoa quả, nó khác hẳn với đường từ bánh kẹo ngọt hay đồ uống ngọt, đồ uống có ga, hay là đường từ tinh bột trắng, nó khác hẳn nhé. Cái đường trong hoa quả là cái đường dinh dưỡng. Một trong những quyển sách mà Emma đọc thấy rất là hay, quyển sách liên quan đến cái quyển sách của cái chế độ diet 80-10-10, có nghĩa là cái chế độ chỉ ăn sống chuyên về ăn hoa quả và ăn rau củ, không ăn đồ ăn nấu chín, ăn hoa quả và ăn rau củ. Đấy, thì ông luôn khuyến khích mọi người đó là ăn thật nhiều hoa quả trong ngày, bởi vì cái hàm lượng dinh dưỡng trong hoa quả nó đủ để cho cơ thể của chúng ta hoạt động, để nuôi nấng các tế bào trong cơ thể của chúng ta. Đấy, một cái mà cơ thể của chúng ta, tại sao một cái lý do mà mọi người nói là không nên ăn hoa quả, sợ ăn hoa quả nhiều đường, bởi vì chúng ta đang ăn quá nhiều chất đạm, quá nhiều chất béo, quá nhiều đồ ăn chuyển hóa nhanh. Đấy,
mà cơ thể chúng ta đang bị dư thừa. Và khi đó chúng ta nạp hoa quả vào, và cùng với cái việc chúng ta ăn những sản phẩm kia, thì tự dưng chúng ta là đổ lỗi cho hoa quả. Đấy. Cho nên là khi đã ăn hoa quả rồi thì chúng ta sẽ phải giảm đi cái việc ăn chất đạm động vật, ăn tinh bột chuyển hóa nhanh, ăn đồ ăn chế biến sẵn và đồ ăn chất béo xấu, chúng ta phải giảm đi nhá. Đấy thì cơ thể của chúng ta mới cân bằng dinh dưỡng. Và những người ăn hoa quả, anh chị em để ý, họ rất khi bị những căn bệnh những người mà ăn theo phương pháp mà là ăn sống thuần chay, mà ăn thiên về hoa quả, họ rất khi bị những cái bệnh liên quan, ví dụ như ung thư, tiểu đường, hay là dạ dày, hay là huyết áp nọ huyết áp kia, họ không bị những căn bệnh đó. Đó, chỉ những người ăn uống kiểu tạp nham, ăn cái gì cũng ăn ấy thì rất dễ bị căn bệnh này. Tiện đây nói tiếp luôn, đặc biệt là cho những chị em mà tập luyện nữa, tập yoga, tập luyện nữa. Vì tối nay em cũng khoảng 7 giờ tối là sẽ học yoga. Bây giờ 5 rưỡi rồi. Thì đối với những hôm mà anh chị em học yoga hoặc tập luyện ấy, chúng ta nên ăn một chút hoa quả thôi, thì nó dễ tiêu hóa hơn. Đừng ăn những món ăn mà nó làm chúng ta khó tiêu, ví dụ như ăn cơm thịt không thà và cơm cá vào ấy, không tập được đâu. Đấy, nên chúng ta hãy cố gắng là ăn hoa quả, ăn cái gì nhẹ nhàng, vừa có năng lượng, nó có đường cho cơ thể, nó sẽ chuyển thành năng lượng. Và thứ hai là giúp chúng ta bụng tiêu hóa dễ hơn nhé, thì chúng ta tập nó sẽ dẻo dai hơn. Bữa tối của em đã xong rồi đấy, tối nay chỉ ăn mỗi dưa hấu tuần no lắm rồi. Cảm ơn anh chị em mình đã theo dõi kênh Facebook Emma Phạm Kitchen. Mọi người đừng quên chia sẻ video của Emma tới những người mình yêu thương, để chúng ta cùng nhau ăn uống, ăn sạch và sống khỏe. Cùng nhau bổ sung thật nhiều thực phẩm tươi mới từ rau củ quả, cùng nhau chế biến thật nhiều những bữa ăn healthy, cùng nhau ăn eat clean, cùng nhau làm detox để cơ thể chúng ta khỏe mạnh hơn mỗi ngày nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Nhìn ngon không? Quả dấu này em ăn hết cái phần bên trong rồi đấy.